Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Điều bất ngờ về màn kết hợp ăn ý của Đan Trường Đan Nguyên. Ca sĩ Đan Trường bất ngờ trình làng video ca nhạc Tuyệt phẩm Song Đan. Đây là tiết mục kết hợp giữa nam ca sĩ với Đan Nguyên trong Sao Hoa Hậu diễn ra. Trong video, Đan Trường, Đan Nguyên đã cùng nhau hòa giọng trong 4 ca khúc đình đám gồm Đi về nơi xa, Lê Quang, Ngày vui qua mau, Nhật Ngân, Linh hồn tượng đá, Anh Bằng, Tình khúc vàng, Hoài An. Đây là những sáng tác thân quen với khán giả, từng làm nên tên tuổi của hai ca sĩ trên thị trường âm nhạc. Tuy nhiên, phần bản phối đã được Đan Trường cùng nhạc sĩ Quốc Cường thực hiện để mang đến một màu sắc mới, giúp khán giả cảm nhận các ca khúc theo hướng hiện đại nhưng vẫn không làm mất đi giai điệu vốn đã quen thuộc với mọi người. Chia sẻ thêm về bản mashup độc đáo này, Đan Trường cho biết tiết mục do chính anh là người biên tập sau khi bàn bạc cùng Đan Nguyên. Ban đầu, nam ca sĩ dự định sẽ thể hiện bản phối này trong live concert kỷ niệm 25 năm ca hát của mình. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên vẫn chưa thể thực hiện được. Sau khi được ngỏ lời tham gia Sao Hoa Hậu, nam ca sĩ quyết định mang sản phẩm mình tâm huyết lên sân khấu vì không muốn khán giả phải chờ đợi lâu. Đan Trường Đan Nguyên gây sốt với bản WhatsApp những ca khúc đình đám. Giọng ca Mưa Trên Cuộc Tình chia sẻ, đây là bản phối mà Trường rất tâm huyết và nó không chỉ là tập hợp những ca khúc đình đám của Trường và Nguyên, mà hơn hết, nó còn sẽ hỗ trợ giúp cả hai tôn lên chất giọng của nhau trong màn trình diễn. Hơn hết, nếu khán giả theo dõi cũng sẽ nhận ra phần hòa âm phối khí cũng được. Trường làm mới hoàn toàn để mang đến những điều độc đáo hơn cho người nghe. Bản thân Trường không ngại trải nghiệm và không ngại làm mới mình trước khán giả. Trên sân khấu, Đan Trường và Đan Nguyên có màn kết hợp ăn ý cùng nhau. Chất giọng ngọt ngào, sâu lắng của cả hai có sự hòa quyện, chạm đến cảm xúc của người nghe. Thế nhưng ít ai biết được rằng màn trình diễn gần như hoàn hảo này chỉ được cả hai tập luyện trong một buổi tối, trước sau diễn một ngày. Theo tiết lộ của Đan Trường, vì lịch trình bận rộn nên họ chủ yếu làm việc qua điện thoại. Mãi đến trước ngày đêm nhạc diễn ra, cả hai mới gặp gỡ và tập cùng nhau. Trường và Nguyên đều là những anh em thân thiết trong nghề nên rất hiểu ý nhau, do đó quá trình tập luyện cũng diễn ra thuận lợi, không gặp bất kỳ khó khăn nào. Cả hai chúng tôi cùng giống nhau ở chỗ, ngoài đời có thể vui vẻ thoải mái, nhưng khi bước vào công việc thì lại rất nghiêm túc và hết mình. Có lẽ nhờ đó mà có một màn trình diễn thăng hoa trên sân khấu, Đan Trường chia sẻ thêm. Trên sân khấu, Đan Trường và Đan Nguyên có màn kết hợp ăn ý cùng nhau. Trong khi đó, Đan Nguyên cho biết anh khá phấn khích khi được dịp kết hợp cùng Đan Trường trong mashup này. Nam ca sĩ kể trước đó, họ chỉ bàn bạc ý tưởng cùng nhau, nhưng anh khá bất ngờ khi giọng ca bé ít lại tạo nên một bản phối độc đáo đến vậy. Chính điều này giúp Đan Nguyên thăng hoa hơn trên sân khấu và cùng đồng nghiệp chinh phục được tình cảm của khán giả. Trong thời gian tới, tại một số chương trình biểu diễn ở nước ngoài, có sự góp mặt của Đan Trường và Đan Nguyên sẽ cùng song ca lại ca khúc này. Đây được xem là món quà mà cả hai ca sĩ muốn dành tặng cho khán giả yêu mến, cũng như là một khởi đầu đầy hứa hẹn cho những màn kết hợp đặc biệt về sau. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.